thậm chí sẽ có một nhà máy điện để giúp khai thác Bitcoin. Chính phủ El Salvador thậm chí còn đang ném nhiều trọng lượng hơn vào Bitcoin. Báo cáo của Coindesk và BBC News, Chủ tịch Nayib Bukele đã tiết lộ kế hoạch xây dựng một thành phố Bitcoin gần một ngọn núi lửa dọc theo vịnh Fonseca giữa La Union và Cansagua. Đô thị này sẽ có nhà máy điện địa nhiệt riêng để hỗ trợ khai thác tiền điện tử và sẽ không có lãi vốn, thu nhập tiền lương hoặc thuế tài sản, chỉ có thuế giá trị gia tăng. Thành phố sẽ có hình dạng giống như một đồng xu, mặc dù nó phải bao gồm những tiện nghi đầy đủ mà bạn mong đợi từ một thành phố, nhưng người dân ở La Union có thể đi làm việc trong sự phát triển mới. Google đã không cung cấp một mốc thời gian cho việc thành lập thành phố. Tuy nhiên, ông đã đồng thời tiết lộ một trái phiếu Bitcoin trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Trong đó một nửa sẽ được sử dụng để xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng và khai thác, phần còn lại được sử dụng để mua thêm tiền kỹ thuật số. Giám đốc chiến lược của nhà phát triển trái phiếu blockchain Samson Mow cho biết El Salvador sẽ bắt đầu bán cổ phần tiền điện tử sau 5 năm và trả thêm cổ tức cho những người nắm giữ trái phiếu. Với sản lượng ban đầu 6,5%, điều này có thể cho thấy một lượng gió lớn cho đất nước nếu mọi việc suôn sẻ. Động thái này là một canh bạc lớn đối với một công ty có tổng sản phẩm quốc nội chỉ hơn 24,6 tỷ đô la vào năm 2020. Chính quyền của Bukele đang dựa vào Bitcoin để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, độc lập và đầu tư, nhưng điều này cũng giả định rằng định dạng tiền tệ vẫn trên một quỹ đạo đi lên tổng thể. Cũng không rõ liệu các cư dân và nhà đầu tư sẽ đổ xô đến một thành phố định hướng Bitcoin ngay cả khi có các ưu đãi về thuế hay không. Đây là lãnh thổ mới cho tiền điện tử và không chắc liệu có đủ hỗ trợ để giúp dự án phát triển hay không. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!